Xin kính chào quý anh chị em trong hội thánh. Tôi xin được đọc kinh thánh trong Thi Thiên 90 và phần tiếng Việt, và sau đó thì Đan Lê sẽ phần đọc phần tiếng Anh. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tợ như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, tội tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80, song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự nóng nảy Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đến các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững việc công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Xin mời mục sư và Đan Lê. Morning church, shall be reading from Psalms chapter 90. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. You turn people back to dust, saying, Return to dust, you mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Yet you sweep people away in the sleep of death. They are like the new grass of the morning. In the morning it springs up new, but by evening it is dry and withered. We are consumed by your anger and terrified by your indignation. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. All our days pass away under your wrath. We finish our years with a moan. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. If we only knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due. Teach us the number of days that we may gain a heart of wisdom. Relent, Lord, how long will it be? Have compassion on your servants. Satisfy us in the morning with your unfailing love, that we may sing for joy and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as you have seen trouble. May your deeds be shown to your servants, your splendor to their children. May the favor of the Lord our God rest in us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Chúng ta cứ đứng và đến với Chúa cầu nguyện. That's right. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con. Dear Lord, our Heavenly Father. Con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con được nghe lời Chúa sáng hôm nay. I thank you for giving us the chance to listen to your word today. Nguyện lời của Chúa khích lệ chúng con. I pray that your word encourages us. Và hướng dẫn chúng con bước đi theo sự kính sợ Ngài. And help us, it guides us in letting us to fear you. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện. I thank you. Trong danh Chúa Giêsu Christ. I pray in your name. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn.
Please be seated. Sáng hôm nay rất là vui. Tôi nhìn xuống thì thấy cô Xuân Lan có mặt ở đây. It's very joyous to see cô Xuân Lan today this morning. Tôi nhớ là 2 năm trước thì khi tôi đến đây thì tôi cũng được đến nhà của cô Xuân Lan, được thăm cô và cầu nguyện cho cô. Two years ago, I remember being able to go to Khoa Sơn Lan's house and to be able to visit her. Hôm qua thì tôi có nói chuyện với cô và cô nói rằng sẽ đến thờ Vua Chúa sáng nay và sáng nay gặp cô thì tôi rất là vui. And yesterday I spoke to her and she said she'll come today and I see today and it's been a very joyous occasion. Xin Chúa ban phước cho cô cũng như tất cả quý ông bà anh chị em. I pray that God blesses her as He does for all of you. Sáng nay chúng ta sẽ đi đến phần thứ ba của ở trong Thi Thiên 90. Today we'll proceed to the third part of Psalms chapter 90. Trong hai bài giảng trước đó thì chúng ta đã có dịp nghiên cứu đến 6 câu đầu của Thi Thiên 90. So in the previous two sermons in Psalms chapter 90, we had the opportunity to study the first 6 verses of Psalms chapter 90. Trong 6 câu đầu của Thi Thiên 90 thì Môi-se đã cho chúng ta nhận biết rõ rằng Đức Chúa Trời là đấng có từ trước vô cùng và Ngài là đấng tể trị trên mọi sự, trong đó có cả sự sống của con người và thời gian của con người. And through the first 6 verses of Psalms chapter 90, Moses helped us to realize that God is the one who is from the beginning of time and he is sovereign over all things including our lives and time. Sáng nay chúng ta sẽ đi đến Thi Thiên 90 từ câu 7 đến câu 11. Môi-se sẽ giúp cho chúng ta nhận biết rõ Đức Chúa Trời sẽ là đấng phán xét tội nhân. So this morning through Psalms chapter 90 verses 7 to 11, Moses will help us to learn more about God more clearly that God is the judge of sinners. Tôi tin rằng càng nhận biết rõ hơn về Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta càng tin cậy vào Đức Chúa Trời. And I believe that the more we know of God, the more we will trust in him. Như trong bài giảng trước á, tôi có đề cập đến câu nói của Dr. Albert Moller là chúng ta không thể tin hơn điều chúng ta biết và chúng ta không thể sống cao hơn niềm tin của chính chúng ta. So in the previous sermon I mentioned a saying by Dr. Albert Moller. We cannot believe more than what we know and we cannot live to a higher standard than what we believe in. Điều này có nghĩa rằng chúng ta biết về Đức Chúa Trời ở mức độ nào thì chúng ta chỉ có thể tin vào Đức Chúa Trời ở mức độ đó. That means that we can only believe in God to the same extent to which we know about God. Chúng ta không thể tin hơn mức độ mà chúng ta biết về Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng không thể sống cao hơn niềm tin của chúng ta vào chính Đức Chúa Trời. So we cannot believe more than what we know and we cannot live to a higher standard than what we believe in. Quý vị có bao giờ thắc mắc là Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng yêu thương và đầy lòng nhân từ, nhưng tại sao Đức Chúa Trời cần phải đón xét tội nhân không? Have you ever wondered why God would need to judge sinners if he was full of love and mercy? Thưa quý vị, là bởi vì Đức Chúa Trời nói rất rõ với Môi-se rằng Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng kể kẻ có tội là vô tội. And God said very clearly to Moses that he is a God who does not view sinners as being innocent. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 34 đó, câu 5 và câu 7 đó, Môi-se kỹ thuật như thế này. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng: Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm nhận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xóa điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. So in Exodus chapter 34 verses 5 to 7, then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. Chúng ta thấy, dầu Đức Chúa Trời là đứng đầy lòng nhân từ và đầy lòng thương xót và chậm giận, nhưng Ngài không thể kể kẻ có tội là vô tội được. We see that although God is gracious, full of love and slow to anger, he cannot count sinners as being innocent. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi cho bất cứ tội nhân nào biết ăn năn và cầu xin Ngài tha thứ. God is ready to forgive all sins for any sinners who repent and ask him for forgiveness. Cho dầu tội lỗi của người đó có gian ác như thế nào đi nữa thì Đức Chúa Trời cũng sẽ tha thứ nếu họ thật lòng ăn năn. So no matter how wicked people's sins are, God will forgive them if they sincerely repent. Nhưng ngược lại,
Nếu không chịu ăn năn và cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ, thì cho dầu chỉ phạm một tội rất nhỏ, Đức Chúa Trời cũng không thể bỏ qua và không trừng phạt. But on the contrary, if they do not repent and ask God for forgiveness, God cannot ignore their sins and withhold punishment, even if they commit a very minor sin. Tại sao như vậy? Là bởi Chúa Trời đấng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. And why is that? It's because God is one who does not count sinners as being innocent. Đây là lý do ở trong Thi Thiên 90 câu 7 đó, Môi-se ghi rằng: Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. So we see that in that Moses says in Psalms chapter 90 verse 7, we are consumed by your anger and terrified by your indignation. Tại sao Môi-se bảo rằng thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa và bị bối rối bởi sự thạnh nộ của Chúa? So why did Moses say that? Why did he say that we are consumed by your anger and terrified by your indignation? Bởi vì họ đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời mà không chịu ăn năn. It is because they have sinned against God without repenting. Và vì họ không chịu ăn năn, nên Đức Chúa Trời không thể không trừng phạt họ. Vì Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng kể kẻ có tội là vô tội. And because they have refused to repent, God could not help but punish them, because He is a God who does not count sinners as being innocent. Đến câu 8 đó, thì Môi-se ghi rằng: Chúa đã đặt gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. So in verse 8 we see it writes that you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Trong câu này thì Môi-se đang nói gì ở đây? What does he mean in this verse? Trong câu này Môi-se muốn nói rằng Đức Chúa Trời không bỏ qua bất cứ một tội lỗi nào mà con người đã phạm với Ngài. So Moses wanted to emphasize that God will not forgive any sin that man has committed against him. Kể cả những tội lỗi kín đáo đến nỗi chưa từng biết thì Đức Chúa Trời cũng không thể bỏ qua. Even sins that are so hidden that no one will ever know, God will not overlook them. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục để những cái tội lỗi kín đáo đó ở trước mặt Ngài cho đến khi tội lỗi đó được giải quyết. And God will continue to keep those hidden sins before Him until the sins are resolved. Như tôi đã nói đó, không phải tự nhiên Môi-se viết ra bài Thi Thiên 90 này đâu, mà tôi tin rằng đây là những kinh nghiệm, là những điều mà Môi-se đã đối diện trực tiếp với Đức Chúa Trời. It is not by chance that Moses wrote Psalms chapter 90, but I believe that these were based on experiences that Moses had face to face with God. Tôi tin rằng Môi-se là người kinh nghiệm về Đức Chúa Trời rõ hơn bất cứ một người nào sống cùng thời với ông. I believe that Moses had the most experience of God compared to any other person from his time. Trải qua 40 năm dẫn dân Israel đi trong sa mạc, Môi-se đã thấu rõ được bản chất công chính của Đức Chúa Trời là như thế nào. After 40 years of leading the Israelites in the desert, Moses had a clear understanding of what God's righteous nature was. Như trong bài giảng đầu tiên đó, nói về lời cầu nguyện của Môi-se trong Thi Thiên 90 đó, tôi có nhận định rằng một trong những người mà đã từng chứng kiến và cử hành tang lễ nhiều nhất trong lịch sử của những người hầu vị Chúa chính là Môi-se. As in my first sermon on the prayer of Moses in Psalms 90, I remarked that Moses would be one of the people who has witnessed and performed, officiated the most funerals in the history of God's servants. Trong 40 năm dẫn dắt dân Israel, Môi-se đã chứng kiến người phải ngã chết trong sa mạc. During his 40 years of leading the Israelites, Moses witnessed millions of people die in the desert. Nếu tính trung bình trong 40 năm á, hầu việc Chúa của Môi-se, thì Môi-se phải chứng kiến người chết mỗi ngày đến cả trăm người. If you look at an average from Moses' 40 years of service to God, he must have seen more than 100 people die a day. Câu hỏi là tại sao phải có đến cả trăm người phải chết mỗi ngày trong chức vụ hầu vị Chúa của Môi-se? Why did more than 100 people die every day in Moses' ministry? Bởi vì họ đã phạm tội và Đức Chúa Trời không thể bỏ qua tội lỗi của họ mà không trừng phạt. Because they have sinned and God cannot overlook their sin without punishing them. Đây là lý do trong câu 9 và câu 10 đó, Môi-se ghi rằng: Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm tháng chúng tôi tan mất như hơi thở, tuổi tác của chúng tôi đếm được 70, nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi.
So in Psalms chapter 90, verses 9 to 10, Moses writes, "All our days pass away under your wrath. We finish our years of a moan. Our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away." Có bao giờ chúng ta tự hỏi rằng tại sao cuộc đời của con người chỉ là những ngày tháng lao khổ và buồn thảm, và những năm tháng của con người phải tan biến nhanh như hơi thở? Have you ever wondered why human life only consists of hardship and sadness, and our years disappear quickly like? Bởi vì tội lỗi của con người đã chọc giận đến Đức Chúa Trời là Đấng công chính. It's because man's sins have angered God, who is righteous. Vì Đức Chúa Trời là Đấng công chính nên Ngài không thể làm ngơ trước tội lỗi mà con người đã phạm cùng Ngài. And since God is righteous, He cannot turn a blind eye to the sins that man has committed against Him. Tôi tin rằng Môi-se là người đã kinh nghiệm rõ nhất về sự công chính của Đức Chúa Trời hơn bất cứ người nào khác. I believe that Moses was the one who had the best experience of God's righteousness than anyone else. Quý vị nhớ trong những ngày đầu mà bước đi với Đức Chúa Trời đó, thì Môi-se chỉ vì khinh lờn một cái việc là không giữ phép cắt bì của con trai thôi, mà Môi-se chút xíu nữa đã bị Đức Chúa Trời giết chết. If you recall, in the early days of his walk with God, because of his contempt in not circumcising his son, Moses was almost killed by God. Và nhiều năm sau đó, vì cái sự lầm bầm của dân sự mà Môi-se đã bất cẩn khinh lờn lời phán của Đức Chúa Trời, thay vì nói với hòn đá như Đức Chúa Trời đã phán dặn, Môi-se đã đập cây gậy vào hòn đá đến hai lần. And many years later, because of the murmuring of the people, Moses carelessly ignored God's words. And instead of speaking to the rock as God had commanded, Moses struck the stone with his staff twice. Và lỗi lầm này đã khiến cho Môi-se không được bước chân vào đất hứa. And this mistake ended up preventing Moses from entering the promised land. Tôi nghĩ đây là lý do đó mà trong câu 11 đó của Thi Thiên 90, Môi-se ghi rằng: "Ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nảy Chúa?" I think this is why in verse 11 he writes, "If only we knew the power of your anger, your wrath is as great as the fear that is your due." Chúng ta thấy dòng trong câu 11, Môi-se chỉ đưa ra có hai câu hỏi đơn giản là: ai biết sức sự giận của Chúa, tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, và ai biết sức sự nóng nảy của Chúa. Nhưng quả thật, ý nghĩa của hai câu này không đơn giản chút nào. So we see in verse 11, Moses asks two simple questions. Who knows the power of the Lord's anger? And according to the fear that is due to the Lord, who knows the wrath of the Lord? And the meaning of these two sentences is not simple at all. Khi Môi-se hỏi rằng ai biết sức sự giận của Chúa, không có nghĩa là Môi-se không biết sức giận của Chúa, mà ý của Môi-se muốn nhấn mạnh rằng sức sự giận của Chúa trên tội nhân thật là kinh khủng. When Moses asked who knows the power of the Lord's anger, it does not mean that Moses did not know the power of God's anger, but he meant to emphasize that the terrible power of God's anger on sinners. Kinh khủng đến nỗi mà không một ai có thể thấu hiểu được sức giận và sức nóng nảy của Chúa. So terrible that no one could fathom God's anger and wrath. Bởi vì sự giận và sự nóng nảy của Chúa vượt trên quá sức hiểu biết của một con người. God's anger and wrath on sinners is beyond human understanding. Tôi thấy đôi khi trình bày về một vấn đề nào đó trong hình thức đặt câu hỏi không có nghĩa là người trình bày không nắm rõ vấn đề. Sometimes when a person presents a certain issue in the form of a question, it doesn't necessarily mean that the presenter doesn't understand the issue. Mà ngược lại đó, người trình bày muốn nhấn mạnh đến cho người nghe điều mà chính người trình bày đã kinh nghiệm và trải qua thật sự là kinh khủng như thế nào. But on the contrary, the presenter wants to emphasize to the listener what he or she has truly experienced. Qua hai câu hỏi ở trong câu 11 đó, Môi-se muốn khuyên mọi người là đừng bao giờ khinh lờn về sự phán xét của Đức Chúa Trời với bất cứ hình thức nào. So through the two questions in verse 11, Moses wanted to admonish people to never be dismissive of God's judgment in any way. Bởi vì sức sự giận của Đức Chúa Trời thật là kinh khiếp và không ai có thể đứng nổi trước sự phán xét của Ngài. The power of God's anger is terrible and no one can stand for its judgment. Thưa quý vị, hiểu sai về Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân là một hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
So failing to understand that God is the judge of sinners results in very serious consequences. Vì vậy mà trong bài giảng sáng nay đó thì tôi muốn dùng một ít thời gian còn lại để trình bày đến cái hậu quả nghiêm trọng khi không nhận ra Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân. So in the rest of today's talk, I just wanted to use the time I have left to address the dire consequences of not recognizing God as the judge of sinners. Tôi nhận thấy một trong những nhầm lẫn nghiêm trọng nhất về Đức Chúa Trời mà nhiều người ngày hôm nay vướng phải đó chính là không nhận ra rằng Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân. I find that one of the serious misunderstandings about God today that many people still make is that they don't realize that God judges sinners. Họ sẵn sàng tin vào Đức Chúa Trời là đấng ban phước lành, nhưng không sẵn sàng chấp nhận tin vào Đức Chúa Trời là đấng sẽ đón xét tội nhân. They are willing to believe that God gives blessings, but they don't willingly believe that God will judge sinners. Tôi tin rằng đây là một sự nhầm lẫn mà có thể đưa chúng ta vào chỗ chết mà chính chúng ta không nhận ra. I believe that this is a mistake that can lead many people to their deaths without them even realizing it. Đáng tiếc là có nhiều người ngày hôm nay đang rơi vào tình trạng như thế này. Unfortunately, there are many people who are in this situation. Câu hỏi là tại sao có nhiều người ngày hôm nay rơi vào tình trạng không nhận ra Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân? And the question is, why do so many people today, why do they not recognize God as the judge of sinners? Tôi nghĩ lý do đơn giản là bởi vì họ chỉ quan tâm đến những phước hạnh mà Đức Chúa Trời có thể ban cho họ hơn là quan tâm đến việc nhận biết rõ về Đức Chúa Trời một cách đúng đắn. I think the reason is simple. It's because they are more concerned about the blessings that God can give them rather than getting to know God properly. Tôi nghĩ đây là lý do mà có nhiều nhà thờ ngày hôm nay không bao giờ đề cập đến tội lỗi, không bao giờ giảng về Đức Chúa Trời là đấng phán xét công chính. I think that this is the reason why so many churches today no longer mention sin and they no longer preach about God as a righteous judge. Bởi vì mục đích của họ là để thu hút những nhóm người sẵn sàng chấp nhận một niềm tin sai lầm như thế này. Because their purpose is to attract groups of people who are willing to accept false beliefs such as this. Quý vị để ý đó, thì nhận ra rằng tôi không có dùng từ ngữ hội thánh mà dùng từ ngữ là nhà thờ để diễn tả đến những nhóm người như thế này. You will notice that I do not talk about the people who make up the church but rather use the word church to describe groups of people like this. Bởi vì đối với tôi, nhà thờ chỉ là một cái building chứ không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Because for me the church is just a building, it's not the church of God. Dù chúng ta thấy có một số nhà thờ ngày nay có cây thánh giá ở trên, nhưng chưa chắc đó là hội thánh của Đức Chúa Trời mà chỉ là một hội đoàn giống như bao nhiêu hội đoàn khác mà thôi. We see some churches today with a cross above the building, but they are not necessarily churches which belong to God. They could just be organizations like the countless of others that we see in our society. Vì vậy, nếu những nơi như thế này chỉ là một hội đoàn, thì việc họ tin cái gì hoặc họ giảng cái gì đối với tôi cũng không có gì khác biệt. So if places like this, like these are just an organization, it doesn't matter to me what they believe or what they preach. Nhưng nếu đó là hội thánh của Đức Chúa Trời, thì tôi tin rằng họ không thể muốn tin cái gì cũng được, hoặc muốn giảng cái gì cũng được, mà họ cần phải tin và giảng giống như lời Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua Thánh Kinh. But if they are in the, God's churches, it is not possible for them to believe anything or to preach anything, but they must believe and preach exactly as what God has revealed through the Bible. Tôi không biết là bài giảng của tôi nó chạy đâu rồi. Quý vị đợi xíu. Thưa quý vị, là hội thánh của Đức Chúa Trời đó, chúng ta cần phải chấp nhận và tin đúng như những gì Thánh Kinh bày tỏ cho chúng ta. As churches of God, we need to accept and believe exactly what the Bible has revealed. Nếu không thì chúng ta chỉ là một hội đoàn giống như bao nhiêu hội đoàn khác, chứ không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Otherwise, we'll just be an organization like the countless of other organizations that are out there, not a church of God. Thật đáng tiếc là có nhiều nhà thờ ngày hôm nay giống như một hội đoàn, chứ không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. It's a pity that there are many churches today that are more like organizations rather than being like God's churches.
Họ không còn quan tâm đến việc tin đúng và giảng đúng như những gì Thánh Kinh dạy về Đức Chúa Trời. They are no longer interested in believing and preaching in accordance with what the Bible teaches about God. Điều họ quan tâm chỉ là một đám đông. All they are concerned about is catering to the masses. Đây chính là lý do tại sao Phaolô viết lá thư thứ hai để khuyên Timôthê về vấn đề này. And this is precisely why Paul wrote his second letter to Timothy to advise him on this matter. Trong Timôthê nhì đoạn 4 á, từ câu 1 đến câu 2 đó thì Timôthê ghi như sau, Phaolô ghi khuyên Timôthê như sau. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đón xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng sự hiện đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. So in 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 4, Paul advises Timothy as follows. In presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. Tôi tin rằng từng lời, từng chữ mà Môi-se khuyên Timôthê đều được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh. I believe that every word of Paul Timothy was inspired by the Holy Ghost. Đức Thánh Linh biết rất rõ là hội thánh của Đức Chúa Trời trong mọi thời đại rất cần đến lời khuyên này, nhất là ở trong thời đại của chúng ta. The Holy Spirit knows very well that the Church of God in every age is in great need of this counsel, especially in our current times. Đây là lý do mà Đức Thánh Linh soi dẫn Phaolô để viết ra lá thư thứ hai. And this is why the Holy Spirit inspired Paul to write the second letter. Trong lá thư thứ hai này đó, Phaolô cẩn thận răn bảo Timôthê rằng, cho dù ở trong thuận cảnh hay là trong nghịch cảnh, thì cũng chỉ tập trung làm một việc mà thôi. So in this second letter, Paul carefully admonishes Timothy that whether in good times or in adversity, to focus on one thing only. Việc đó chính là rao giảng về đạo tin lành một cách chân thật. And that is the true preaching of the gospel. Nếu chú ý cẩn thận hơn đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Phaolô răn bảo điều này cho Timôthê trước sự giáng chứng của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ. If you pay close attention, we will see that Paul admonished Timothy to do this before the witness of God and Jesus Christ. Và nếu chú ý cẩn thận hơn nữa đó, thì chúng ta sẽ thấy có một điều rất là quan trọng về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ mà Phaolô không thể bỏ sót trong lời khuyên này cho Timôthê. And if we pay a little more careful attention, we will see that there is something very important about God and Jesus Christ that Paul could not have overlooked in his advice to Timothy. Tôi mời quý vị xem lại câu 1. Timothy follow khuyên như sau. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đón xét kẻ sống và kẻ chết. So let's take a closer look at 2 Timothy chapter 4 verse 1 where Paul clearly states in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead. Điều quan trọng mà Phaolô không thể bỏ sót trong lời khuyên này chính là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu Christ sẽ là đấng đón xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày cuối cùng. The important thing that Paul could have left out in his advice is that God and Jesus Christ will be the judge of the living and the dead in the last days. Cho dù có nhiều người giảng một cách sai lầm về Đức Chúa Trời, nhưng Phaolô không hề sai lầm về Đức Chúa Trời. Although there were many people who preached falsely about God, Paul was not wrong about God. Phaolô biết rất rõ rằng nếu Đức Chúa Trời không đón xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày cuối cùng thì sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá quả thật là bổ ích. Paul knew very well that if God did not judge the dead in the last days, the sacrifice of Jesus Christ on the cross would indeed have been in vain. Nếu Đức Chúa Trời không đón xét kẻ sống và kẻ chết thì chúng ta không cần quan tâm đến đại mạng lệnh mà Chúa Giêsu đã giao phó cho mỗi chúng ta là rao giảng tin lành để làm cái gì? If God didn't judge the living and the dead, we wouldn't have to care about the great commission that Jesus gave to each of us to preach the gospel. Và nếu không có sự phán xét của Đức Chúa Trời, thì cứ mặc kệ cho người ta muốn tin gì thì tin, hoặc muốn làm gì thì làm, cũng chẳng có can hệ gì với chúng ta. And without God's judgment, it wouldn't matter what people want to believe or what they want to do, it would have no relevance for us.
Nhưng mà Phaolô khẳng định rằng Đức Chúa Trời sẽ là đấng đón xét kẻ sống và kẻ chết trong ngày cuối cùng. But Paul makes it very clear that God will judge the living and the dead in the last days. Đây là lý do trong câu 2, Phaolô khuyên Timôthê rằng hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. And we see in verse 2, Paul continues to exhort Timothy, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke and encourage with great patience and careful instruction. Quý vị biết cụm từ mà Paul dùng là hãy giảng đạo. Ở đây chính là rao giảng lời của Đức Chúa Trời. And we look at the phrase preach the word to preach what God has asked him to preach. Đối với Paul, nếu hội thánh của Đức Chúa Trời không còn tin lời của Đức Chúa Trời và không còn giảng lời của Đức Chúa Trời thì đó không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa mà chỉ là một hội đoàn. So Paul makes it very clear that if they do not preach the word according to what the Bible has spoken, then they are no longer churches of God but organizations. Và đến câu thứ ba, thứ tư đó, thì Paul nói rất rõ lý do tại sao Timothy cần phải tiếp tục rao giảng lời của Đức Chúa Trời cho dù gặp thời hay không gặp thời. So in verses 3 to 4, Paul makes it very clear why Timothy needed to keep preaching the gospel in season or out of season. Trong câu 3 và câu 4 ghi như sau: vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục, mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, và xoay hướng về chuyện huyễn. So in verses 3 to 4, for the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Vì sẽ có một thời kia mà Phaolô đề cập ở đây là thời nào? So for the time will come, what era is Paul referring to here? Tôi tin rằng một thời kia mà Phaolô đề cập ở đây chính là thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. And I believe that the time that Paul refers to here, that is the age in which we live in today. Tôi thấy thời đại ngày hôm nay người ta không còn thích nghe đạo tin lành cứu rỗi nữa. I see today that people no longer like to hear about the gospel of salvation. Người ta không thích nghe nói về Đức Chúa Trời là đấng phán xét tội nhân. People don't like to hear about God as the one who judges sinners. Cho dù những lời êm tai sẽ dẫn họ đến sự chết, nhưng họ vẫn chấp nhận nghe những lời êm tai hơn là chấp nhận nghe giảng về Đức Chúa Giêsu Christ chính là đấng chân thật để được sự sống đời đời. Even though pleasant words would lead them to death, they would still be more willing to hear such pleasant words than to hear the truth about Jesus Christ to have eternal life. Đây là lý do họ sẵn sàng chấp nhận nghe theo những giáo sư giả. This is why they are willing to accept false teachers. Đây là lý do họ sẵn sàng bịt tai không nghe lẽ thật và xây hướng về chuyện huyễn. And this is why they are willing to turn a blind eye to the truth and turn to myths. Thưa quý vị, đối với Paulo, nếu không giảng dạy thật về Đức Chúa Trời thì tất cả những gì họ giảng dạy chỉ là chuyện huyễn. To Paul, if he didn't teach the truth about God, all he preached was myth. Chuyện huyễn mà Paulo đề cập ở đây chính là những chuyện hoang đường, chẳng đem lại giá trị gì cho người nghe. So the myths that Paul is referring to here are stories that have no value for their listeners. Tôi tin rằng mục đích mà quý vị đến đây sáng nay không phải là để nghe những chuyện êm tai hoang đường, phải không? So I would trust that your purpose here today wouldn't be listen to myths. Mà mục đích chúng ta đến đây là để nghe lời Thánh Kinh dạy cho chúng ta về Đức Chúa Trời một cách chân thật. But rather to listen to what the Bible teaches us about God truthfully. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta về chính Ngài qua Thánh Kinh. Thank God for revealing himself to us through the Bible. Nếu không có Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn không ai trong chúng ta ở đây có thể hiểu rõ về Đức Chúa Trời một cách chân thật, hầu có thể giúp chúng ta đặt trọn đức tin vào chính Ngài. And without the Bible as the word of God, surely none of us here would know God well enough to enable us to put our full faith in him. Để kết luận cho bài giảng sáng nay, tôi muốn nhắc lại điều mà tôi đã từng nhắc nhở trong những bài giảng trước. To conclude this morning's talk, I would like to remind you of what I've mentioned in previous sermons. Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa việc nghe nói về Đức Chúa Trời và việc tin cậy vào Đức Chúa Trời.
We should not confuse hearing about God with trusting in God. Việc nghe nói về Đức Chúa Trời và việc tin cậy vào Đức Chúa Trời là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hearing about God and trusting in God are two completely different things. Để cho chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời, không phải chỉ có nghe về Đức Chúa Trời mà cần phải tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. In order for us to receive eternal life, it is not only necessary to hear about God, but we need to trust God completely. Vì vậy, nếu chúng ta đã nghe về Đức Chúa Trời, thì cầu xin Chúa cho chúng ta bước thêm một bước nữa là tin cậy vào Đức Chúa Trời. So if we have heard about God, then may God take us one step further to allow us to trust in God. Chỉ có tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời mới có thể đem lại phước hạnh cho chính cuộc đời của chúng ta. And only complete trust in God can bring us blessings. Thưa quý vị, tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời không đến từ sự khôn ngoan của riêng chúng ta, mà phải đến từ sự khôn ngoan do chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. So complete trust in God does not come from our own wisdom, but from the wisdom that God himself gives us. Đây là lý do trong bài giảng ở trên trại đó, có đề cập đến lời khuyên của Chúa trong Châm Ngôn đoạn 3, từ câu 5 đến câu 7. And this is why in my message at the retreat, we had this passage from Proverbs chapter 3. Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 câu 7 ghi rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Và câu 7, để ý nè: Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. So Proverbs chapter 3 verses 5 to 7: Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. Căn cứ vào lời Đức Chúa Trời thì tôi tin rằng bất cứ ai còn nương dựa vào sự khôn ngoan của chính mình thì người đó không thể nào có thể tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời được. So based on the word of God, I believe that anyone who still relies on his own wisdom cannot fully trust God. Bởi vì sự khôn ngoan theo con mắt của con người luôn luôn đi ngược lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Because the wisdom of man always goes against the way of God. Tôi nghĩ rằng đây là lý do trong Thi Thiên 90 câu 12 đó, Môi-se cầu nguyện rằng: Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. I think this is why in Psalm chapter 90 verse 12 Moses prayed, teach us the number of days that we may gain a heart of wisdom. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta sự khôn ngoan để nhận biết rõ được Đức Chúa Trời. God can give us wisdom to know him well. Và chỉ có khi nào chúng ta biết rõ được Đức Chúa Trời thì chúng ta mới có thể tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. And only when we know God well can we trust him completely. Thưa quý vị, điều chúng ta cần làm sáng nay là cầu xin Chúa dạy cho chúng ta biết đếm các ngày trong cuộc đời của chúng ta. What we need to do this morning is to ask God to teach us to number our days. Hầu cho chúng ta được lòng khôn ngoan từ chính Đức Chúa Trời để tập trung sống cho mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho chúng ta, hơn là tập trung sống cho những mục đích tạm thời rồi nó sẽ qua đi. So that we may gain a heart of wisdom to focus on living for God's eternal purpose rather than focusing on our own temporary purpose. Tuần sau thì tôi sẽ nói đến cái phần cuối, là nói đến cái phần rất là quan trọng, là Đức Chúa Trời ban ân điển cho tội nhân. And next week I'll move on to the final part, which is God provides grace to sinners. Xin mời quý vị đồng đứng lên, chúng ta đến với Chúa cầu nguyện giờ này. Let's stand for the final prayer. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Dear Lord, our Heavenly Father. Con cảm ơn Chúa là khi chúng con phạm tội, Ngài phải trừng phạt chúng con. I understand that when we sin that you have to punish us. Nhưng mà Ngài đã sai con Ngài đến để chết thay cho chúng con. But you have sent your son to die in our place. Để rồi chúng con không còn ở trong sự đón phạt của Ngài. That we do not remain in the place of condemnation. Bất cứ ai chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình thì Ngài sẽ tha thứ hết mọi tội cho chúng con. And that everyone who believes in you will be forgiven from their sins. Như trong Roma đoạn 1 câu 8 nói rằng: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. In Romans chapter 1 verse 8, there's no judgment for those who are forgiven by you. Con cảm ơn Chúa vì những điều
mà Ngài đã làm cho cuộc đời chúng con. I thank you for all that you've done for our lives. Cầu xin Chúa cho chúng con tiếp tục tin cậy nơi Ngài. I pray you help us to continue trusting in you. Và bước đi để làm sáng cho Ngài. And to glorify you in what we do. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Please be seated.